Xuất xình xịch ý tưởng MacBook Pro màn hình gập cực đẳng cấp. Theo thông tin từ The Elec, ông Baek Sung-in, CEO Samsung Display, đã có tiết lộ quan trọng về MacBook Pro màn hình gập trong một sự kiện của hãng ở Hàn Quốc. CEO Samsung Display cho hay MacBook Pro màn hình gập của Apple đang gặp vấn đề về độ bền khiến gã khổng lồ công nghệ này phải điều chỉnh thời điểm ra mắt sản phẩm. Theo ông Baek Sung-in, độ bền và chất lượng của màn hình gập hiện không cao, nhưng chắc chắn sẽ được cải thiện trong tương lai. Apple hiện hợp tác với cả Samsung Display và LG Display trong việc phát triển màn hình gập. Đồng thời, Apple cũng đang xin cấp bằng sáng chế cho nhiều thiết bị với màn hình có thể gập làm hai. Trong khi đó, các kỹ sư của Apple tiếp tục cải tiến kỹ thuật để đảm bảo độ bền của màn hình gập trước khi cho ra mắt sản phẩm đầu tiên. Những tin đồn về MacBook Pro màn hình gập có kích thước 20 inch đã xuất hiện từ năm 2002. Các đồn đoán cho rằng Apple sẽ giới thiệu đến công chúng sản phẩm này vào năm 2025. Sau đó, Apple sẽ phát triển iPhone màn hình gập. Hiện nay, thị trường laptop trên thế giới đã xuất hiện một số mẫu gập như Lenovo ThinkPad X1 Fold từ 2020 hay Asus ZenBook 17 Fold OLED năm 2022. Tuy nhiên, những sản phẩm này chưa hoàn thiện về công nghệ, tính năng cũng như có một số hạn chế khiến chúng chưa thực sự hấp dẫn người dùng.